Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chuột không dây của thương hiệu Elecom, một trong những thương hiệu phụ kiện nổi tiếng tại Nhật Bản. Và sản phẩm của thương hiệu này đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Thì trên tay mình đang cầm mã chuột MBL21. Theo mình thì sản phẩm chuột này khá là phù hợp cho các đối tượng sử dụng là nhân viên văn phòng. Như các loại chuột không dây khác thì con chuột này kết nối với thiết bị của chúng ta bằng receiver ha, và đi kèm với sản phẩm là một cục pin. Bây giờ mình sẽ khui hộp sản phẩm để các bạn có thể xem thử sản phẩm của chúng ta có thể thiết kế như thế nào nhé. Đây là receiver của chúng ta. Với những dòng chuột Elecom khác thì con chuột này của chúng ta có nút mở tại đây và nắp mở trên ha. Ở phía trong nắp mở này thì có vị trí cất cái receiver và nhét pin vào. Thì sau khi các bạn sử dụng xong, các bạn có thể cất cái receiver vô đây để tránh thất lạc. Với thiết kế vừa vặn như thế này thì chúng ta có lắp cái receiver nó cũng sẽ không bị rớt ra. Bây giờ mình sẽ test thử sản phẩm này hoạt động như thế nào để các bạn thấy ha. Với mẫu chuột này thì thiết kế của nó khá là nhỏ gọn, với thiết kế các đường rãnh ở đây giúp các bạn khi sử dụng sẽ không bị chuột tay, kể cả khi các bạn tay các bạn đang bị ra mồ hôi. Mình sẽ bật on con chuột lên. Thì như các bạn thấy ở đây, mắt cảm biến của mình đang phát ra đèn xanh. Thì con chuột này là thuộc công nghệ Blue LED ha. Thì như các bạn có thể thấy là ở trên con chuột này, ở phía bên hông bên trái còn có hai nút bấm như thế này. Mình có thể sử dụng back hoặc là forward trên trình duyệt ghế. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng phần mềm Mail Assistant của Elecom để thay đổi cách sử dụng của hai phím bấm phụ nè. Ngoài ra các bạn có thể thấy thì ở trên này của con chuột đang có một nút speed, nghĩa là nút này có thể giúp các bạn điều chỉnh độ DPI của con chuột này. Thì sản phẩm chuột này có 3 chế độ DPI, đó là 1000 DPI, 1500 và 2000 DPI. Theo mình đánh giá thì độ nhạy 2000 DPI là độ nhạy khá cao đối với các bạn sử dụng văn phòng ha. Thì sản phẩm của mình có rất là nhiều màu sắc bắt mắt như thế này. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một màu sắc phù hợp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp các bạn trong các clip lần sau.